Không trách người ta thường nói, nỗi lòng của cha mẹ con cái không thể nào hiểu hết được. Nếu như ba xúc đầu lộ diện, và nếu hắn bắt được ba, thì những người có khả năng đặc biệt như con và Phi Yến sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm. Ủa sao vậy? Chúng ta vẫn sử dụng Thiên Minh và Phi Yến để làm mồi nhử. Tao đã nói với mày rồi, tao có khả năng đọc được suy nghĩ của người khác.